Mến chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh mua sắm qua truyền hình Etershop ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, có thể nói cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay, việc mà chúng ta sở hữu cho mình một chiếc điện thoại thông minh để có thể xử lý công việc một cách nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng về tài chính để có thể bỏ ra một mức chi phí rất cao để có thể sở hữu cho mình một chiếc điện thoại thông minh. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu với tất cả quý vị một chiếc điện thoại đến từ thương hiệu LV6S. Và với chiếc điện thoại này, với mức giá cực kỳ hợp lý, và tất cả quý vị chúng ta có thể dễ dàng xử lý công việc của mình nè, dễ dàng vui chơi, giải trí như là lướt web, xem phim một cách rất là thoải mái luôn. Và đặc biệt hơn là chúng ta luôn luôn giữ được liên lạc với những người thân trong gia đình của mình. Và mức giá đó chính là 1.990.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi giảm ngay 200.000 đồng cho quý vị khách hàng. Khi mà quý vị ngay lúc này gọi về tổng đài quen thuộc của Etershop chúng tôi, mức giá chỉ còn là 1.790.000 đồng mà thôi. Tuy nhiên chưa hết đâu, để giải đáp được những cái băn khoăn lo lắng của quý vị mua ở trên truyền hình thì không biết là sản phẩm có chất lượng hay không, rồi là cái dòng sản phẩm mà mình chọn nó có đúng như cái ý của mình hay không, thì chúng tôi sẽ có một cái chế độ bảo hành rất là đặc biệt cho quý vị. Trong vòng 7 ngày nếu như do lỗi nhà sản xuất thì chúng tôi sẽ một đổi một cho quý vị. Còn bên cạnh đó là một cái chế độ bảo hành để chăm sóc quý khách hàng chu đáo hơn, tận tình hơn, là chế độ bảo hành chính hãng 1 năm. Ngoài ra, với mức giá 1.790.000 đồng ngày hôm nay thì quý vị còn được tặng kèm thêm nè, quý vị hãy cùng lắng nghe nhau, quá nhiều phần quà tặng rất là hấp dẫn luôn nè. Đầu tiên đó chính là loa Bluetooth nè, để quý vị có thể kết nối với chiếc điện thoại của mình. Và bên cạnh đó, quý vị sẽ được tặng kèm ngay đó chính là một cái ốp lưng ở phía sau nè, để mình bảo vệ chiếc điện thoại của mình. Ngoài ra là thêm nữa đó chính là miếng dán kính cường lực để cho quý vị và các bạn sử dụng sản phẩm này tránh cái vấn đề chảy xước. Mình đảm bảo cái dòng sản phẩm của mình sử dụng nó lâu dài hơn quý vị nha. Và bên cạnh đó là một cái tai nghe nữa quý vị ạ. Chưa hết đâu quý vị ơi, tặng kèm cho quý vị thêm một chiếc áo thun nam chất liệu là cô tông vô cùng thoáng mát, vận động cả một ngày dài luôn quý vị nha. Quá nhiều phần quà rất hấp dẫn trong ngày hôm nay quý vị ạ. Vậy thì ngay lúc này đây quý vị ơi, nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài quen thuộc của Etershop chúng tôi đi ạ. 0838 969898, hoặc quý vị có thể truy cập vào website etershop.net.vn. Quý vị đặt hàng trực tuyến, quý vị ở đâu chúng tôi cũng giao hàng tận nơi cho quý vị. Quý vị thân mến, thời gian đã bắt đầu trôi qua rồi, đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí và bỏ quên dòng sản phẩm rất đặc biệt ngày hôm nay trên Etershop quý vị nha. Đó chính là chiếc điện thoại LV6S thời trang. Điện thoại LV6S 4 màu để có thể dễ dàng lựa chọn: vàng, đen, bạc, hồng. Màn hình LCD 5.5 inch sắc nét. Bộ nhớ ROM 4GB, RAM 512GB, có thể gắn thêm thẻ nhớ ngoài lên đến 32GB. Camera sau có đèn LED, có camera trước. Hệ điều hành Android 4.4.2, hỗ trợ tiếng Việt, kết nối Wi-Fi Bluetooth, sử dụng 2 SIM, 2 sóng online. Giá chính hãng 1.990.000 đồng. Tuy nhiên, ngày hôm nay trên Etershop giảm ngay 200.000 đồng, còn lại 1.790.000 đồng. Chương trình khuyến mãi đặc biệt tặng thêm một tai nghe, một miếng dán cường lực, một ốp lưng, một loa Bluetooth và một áo thun nam có cổ cao cấp. Số lượng có hạn, hãy nhanh tay lên quý vị ơi. Và kính thưa quý vị, chiếc điện thoại LV6S mà chúng tôi giới thiệu với tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta có tổng cộng là 4 màu nha quý vị. 4 màu để quý vị có thể lựa chọn cho phù hợp với sở thích và cá tính của mình. Thưa quý vị, ví dụ như là màu đen và màu xám thì chắc chắn là phù hợp với các quý ông đúng không ạ? Còn thêm nữa đó chính là màu hồng và màu gold thì phù hợp với các chị em phụ nữ nè, các cô gái văn phòng, những bà nội trợ thì cũng rất là phù hợp. Và kính thưa quý vị, chiếc điện thoại LV6S mà chúng tôi giới thiệu với tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay có một cấu hình rất là mạnh mẽ nha quý vị. Sử dụng chip lõi kép RAM 512 và đặc biệt hơn là ROM 4G, vận hành mạnh mẽ và êm ái. Đặc biệt hơn là với thiết kế của chiếc điện thoại thông minh đến từ thương hiệu LV6S với màn hình là 5.5 inch. Màn hình này rất rộng để quý vị chúng ta có thể dễ dàng xử lý công việc nè, và phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. Ví dụ như là nhà của chúng ta có những người lớn tuổi thì quý vị chúng ta cũng có thể sở hữu ngay cho người thân của mình một chiếc điện thoại này để có thể dễ dàng đọc những thông tin trên mạng nè, đọc báo chẳng hạn, rồi có thể xem phim nè, lướt web, rồi thậm chí là chúng ta chơi game thì cũng rất là thuận tiện và dễ dàng luôn. Và kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì chiếc điện thoại của chúng ta sử dụng hệ điều hành là Android nha quý vị. Hệ điều hành Android rất là dễ dàng sử dụng và đặc biệt hơn là có rất là nhiều những cái ứng dụng để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như các chị em phụ nữ thì cũng có thể cài đặt thêm những cái ứng dụng về nấu ăn nè, về thời trang để có thể cập nhật về kiến thức về nấu ăn nè, cũng như là cập nhật về thời trang để có thể là lúc nào cũng tươm tất hơn, lúc nào cũng chăm sóc cho gia đình của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và thưa tất cả quý vị, hẳn như một chiếc điện thoại thì nó đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng rồi. Và điều đặc biệt là với LV6S là kết nối
hai sim hai sóng. Như vậy thì bất cứ lúc nào mình cũng có thể kết nối với những cái người lớn tuổi nha. Mình sử dụng một cái sim để mình có thể kết nối với con cháu của mình, và một cái sim thì mình cũng có thể để kết nối với bạn bè, người thân, để tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều. Và điều đặc biệt nữa như Tú cũng đã chia sẻ với quý vị, đó chính là màn hình 5.5 inch rất là sắc nét, rất là rõ, và bên cạnh đó là chip lõi kép. Chính vì vậy khi mà chúng ta lướt màn hình đó quý vị, rất là nhanh thôi quý vị nha. Chúng ta chỉ cần chạm nhẹ vào màn hình như thế này thôi, và sau đó quý vị lướt nè. Đó, rất là mượt, đúng không ạ? Sau những cái giờ làm việc học tập rồi đúng không? Thì mình sẽ có những cái giờ mình cần phải giải trí quý vị ạ. Với những người lớn tuổi thì chắc chắn với cái màn hình 5.5 inch như thế này rất là dễ dàng đọc báo. Đúng rồi, mình đọc báo, mình đọc báo thì chắc chắn như thế nào ạ? Mình đọc báo, mình xem phim thì rất là yên tâm là không bị nhức mắt. Rồi với những cái bạn trẻ sau những cái giờ làm việc rất là mệt mỏi rồi, mình học tập mình cũng căng thẳng quá rồi, mình muốn giải trí đúng không? Mình chỉ cần vào cái chương trình đó chính là nhạc. Mình nghe rất là nhiều bài nhạc và mình tải về trên máy của mình và hoàn toàn miễn phí, tại vì hệ điều hành Android thân thiện với mọi người, ai ai cũng có thể sử dụng quý vị ạ. Và chưa kể những cái bạn mà đi làm nhân viên văn phòng chẳng hạn nha, chúng ta lúc nào cũng phải mang một chiếc laptop theo bên mình. Rất là cồng kềnh. Cồng kềnh, đúng rồi. Và ngoài ra nhiều khi cái laptop đó mình quên mình không mang pin đi nữa thì sao? Với chiếc điện thoại này mình có thể check mail mọi lúc mọi nơi luôn quý vị ạ. Điện thoại LV6S giúp bạn thoải mái trải nghiệm, học tập, nghe nhạc, xem phim, lướt web, kiểm tra và trả lời mail mọi lúc mọi nơi, kết nối mạng xã hội dễ dàng. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng. Điện thoại LV6S mang lại đẳng cấp, sự tiện lợi cho người sử dụng. Giá chính hãng 1.990.000 đồng. Tuy nhiên ngày hôm nay trên AZ Shop giảm ngay 200.000 đồng, còn lại 1.790.000 đồng. Chương trình khuyến mãi đặc biệt tặng thêm một tai nghe, một miếng dán cường lực, một ốp lưng, một loa Bluetooth và một áo thun nam có cổ cao cấp. Số lượng có hạn, hãy nhanh tay lên quý vị ơi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Thanh Tú và Thanh Trang cùng chia sẻ với quý vị một chiếc điện thoại thông minh thời trang và rất là tiện lợi nữa, đó chính là chiếc điện thoại LV6S ngày hôm nay trong sản phẩm chính hãng. Trang thì Trang rất thích chiếc điện thoại này về kiểu dáng rất là nhỏ, rất là thanh nè. Quý vị thấy đó, rất là mỏng luôn nha. Và bên cạnh đó là quý vị cũng có quan sát nè, với cái chiếc điện thoại này thì có camera trước nè hoặc là camera sau nữa quý vị ạ. Và như Thanh Trang và Tú cũng đã chia sẻ, đây là cái dòng điện thoại với cấu hình rất là mạnh mẽ, chip lõi kép quý vị ạ. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng á, quý vị thấy á, lướt rất là nhẹ, rất là mượt, không hề bị giật, không hề bị đứng. Và ngoài ra chúng ta còn có thể gắn một cái thẻ nhớ lên tới 32GB. Chúng ta có thể lưu trữ trong cái thư viện này, ở nhạc này cũng như là hình ảnh rất là nhiều luôn quý vị nha. Và quý vị cũng thấy đó, ở đây có một cái bài hát mà Thanh Trang nghĩ là ai ai cũng thích. Đó, đó quý vị thấy không? Wow, và đặc biệt là âm thanh rất là sống động luôn. Rất to, rất là rõ. Và bên cạnh đó là màn hình QHD đó, quý vị thấy không? Đó, màn hình rất là sắc nét, rất là rõ luôn. Và âm nhạc thì rất là sống động, rất là trung thực. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay tặng một cái Bluetooth đúng không? Wow. Mình kết nối với cái Bluetooth được tặng đó quý vị, rồi mình nghe thấy nó đã hơn nhiều quý vị ạ. Wow. Đó, quý vị thấy đó, ngày hôm nay với chiếc điện thoại LV6S quý vị nha, mức giá thì rất là hấp dẫn nè. Và bên cạnh đó là quý vị cũng có thể là quý vị mua cái dòng sản phẩm này để quý vị tặng cho người thân hoặc tặng cho bạn bè của mình cũng được nữa. Để làm gì à? Với chiếc điện thoại này mình kết nối bất cứ lúc nào. Ví dụ như bạn là sinh viên xa nhà đi, lâu lâu bố hoặc là mẹ có chiếc điện thoại này có thể liên lạc với bạn là hỏi thăm sức khỏe này, công việc cũng như là cái việc học tập của các bạn ra sao rồi. Và kính thưa quý vị, có thể nói một điều mà Thanh Tú cũng cảm thấy rất thích ở chiếc điện thoại này, đó chính là chế độ 2 sim 2 sóng online nha quý vị. Với 2 sim 2 sóng online này thì chắc chắn là đây sẽ là một trong những cái điều mà tất cả quý vị chúng ta cần lưu ý đối với chiếc điện thoại LV6S này. Bởi vì ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những nhà mạng mà thường xuyên có những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt, mà nhiều khi chúng ta lại xài hai cái điện thoại thì cảm thấy rất là bất tiện đúng không ạ? Mang bên người hai cái điện thoại lúc nào thì cũng cồng kềnh. Tuy nhiên ngày hôm nay với chiếc điện thoại LV6S này, chế độ 2 sim 2 sóng online thì chúng ta có thể dễ dàng liên hệ với những số điện thoại cùng mạng, chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được chi phí hơn và đặc biệt hơn là tận dụng được rất nhiều những chương trình khuyến mãi đến từ các nhà mạng nha quý vị. Rồi thêm vào đó nữa là gì ạ? Đó chính là hỗ trợ thẻ nhớ ngoài đã đến 32GB. Với cái dung lượng như vậy 32GB chúng ta có thể lưu trữ được rất nhiều hình ảnh nè, rồi những đoạn phim, rồi thêm vào đó là những cái tài liệu quan trọng mà chúng ta cần phải lưu trữ trong chiếc điện thoại này, thì chắc chắn đây cũng sẽ là một trong những điều mà tất cả quý vị chúng ta lưu ý. Và đặc biệt hơn đó chính là chế độ đa ngôn ngữ, có tiếng Việt
và có thể phù hợp với rất nhiều những đối tượng sử dụng khác nhau. Các bạn nhỏ cũng có thể sử dụng được nè, rồi người lớn tuổi thì cũng có thể dễ dàng sử dụng luôn, dễ dàng đọc báo xem phim bởi vì màn hình rộng đến 5.5 inch. Và bên cạnh đó có rất nhiều những cái ứng dụng, ví dụ như là những ai yêu nhạc thì chúng ta có thể tải những các phần mềm về nhạc nè, chúng ta nghe online mà không cần phải lưu trữ quá nhiều những cái dung lượng vào trong thẻ nhớ của mình. Rồi tiếp theo đó là chúng ta còn có rất nhiều những cái ứng dụng về mạng xã hội như là Facebook, Zalo, Viber, và có rất là nhiều những cái chương trình game hấp dẫn dành cho tất cả quý vị. Chúng ta có thể tải về và chúng ta có thể thư giãn thoải mái sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi và căng thẳng. Và điều đặc biệt á, Thanh Trang nói với cái chiếc điện thoại này là một chiếc điện thoại thông minh. Thông minh cho nên nó cũng có những cái ứng dụng thông minh. Ứng dụng thông minh tại sao ạ? Thay vì mình phải bấm vào cái nút home như thế này quý vị nha. Thay vì mình phải bấm nút home như thế này nhưng mà không cần nữa. Ví dụ như là mình chỉ cần muốn nghe nhạc đúng không? Thì mình chỉ cần ấn chữ M như thế này mà thôi quý vị ạ. Quý vị sẽ thấy là từ màn hình của chúng ta nó sẽ hiển thị lên và như thế này đó, quý vị thấy không? Ví dụ như là mình mở nhạc lên mình nghe quý vị nha. Đó. Rất là tiện luôn, Thanh Trang nói là nó là ứng dụng thông minh mà mình chỉ cần ấn nút M thôi. Quý vị cùng quan sát nha, Thanh Trang vừa ấn nút M rồi đúng không? Bây giờ tắt bên hông bên chiếc máy nè. Và Thanh Trang về chữ R đi. Đó. Wow, như vậy là cái gì sẽ tiếp tục đây ạ? Như vậy là camera đã hiện ra rồi đúng không ạ? Đúng chắc là như những vậy người rồi. Mà thích tự sướng như là Thanh Trang sẽ có những bức ảnh rất là đẹp mà chúng ta không cần phải mở khóa màn hình ra đúng không ạ? Chính chỉ việc rẽ một chữ O trên màn hình thôi. Như vậy là chiếc camera của chúng ta đã sẵn sàng để có thể lưu lại những khoảnh khắc mà đôi khi chúng ta có những khoảnh khắc mà chúng ta cần phải chụp ngay, mà nhiều khi mà chúng ta thao tác mở máy lên thì cũng sẽ mất cả thời gian và bỏ đi cái khoảnh khắc đó. Và chắc chắn đây là một trong những ứng dụng rất là thông minh mà được rất nhiều các bạn trẻ hiện nay yêu thích. Và nếu như chúng ta có những cái cuộc gọi mà cần phải gọi nhanh thì sao ạ? Chúng ta phải mất thời gian thao tác mở khóa màn hình lên. Tuy nhiên đây, chiếc điện thoại LV6S này sẽ giúp cho quý vị chúng ta giải quyết được vấn đề này. Chỉ cần việc đơn giản chúng ta vẽ chữ C trên màn hình. Như vậy là chúng ta đã hiện ra được những tất cả những cái cuộc gọi mà chúng ta đã gọi trước đó rồi. Hiện ra cả bàn phím để chúng ta có thể dễ dàng bấm phím và gọi ngay nha quý vị. Ví dụ như ngay lúc này đây, Thanh Tú sẽ cùng bấm và gọi nha. 08 nè, 3 8 9 6 9 8. Wow, như vậy là rất là nhanh chóng và dễ dàng đúng không ạ? Dễ dàng luôn quý vị ạ, dễ dàng có thể bấm ngay và gọi ngay những số điện thoại mà chúng ta cần liên hệ gấp. Chắc chắn đây sẽ là một trong những điều mà tất cả quý vị chúng ta lưu ý về chiếc điện thoại thông minh LV6S nha. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với cái số điện thoại quen thuộc vừa rồi cũng đã hiển thị trên màn hình và Tú cũng đã nhấn lại một lần nữa để làm gì ạ? Để ngay lúc này đây, quý vị chỉ cần ngồi ở nhà thôi, quý vị nhấc máy lên một cuộc điện thoại thôi quý vị nha, là quý vị sẽ sở hữu ngay chiếc điện thoại LV6S này với 4 màu sắc để quý vị lựa chọn nha. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa nè, ở đây là có màu đen, màu xám này, quý ông rất là thích là một cái màu sắc trung tính để có thể dễ dàng phối hợp trang phục cũng như là chúng ta cũng có thể tiện kết nối mọi lúc mọi nơi, chúng ta đi làm hoặc là chúng ta đi công tác hoặc chúng ta đi du lịch bất cứ lúc nào, dường như là ai ai cũng cần một chiếc điện thoại hết. Và ngoài ra có thêm hai màu sắc nữa thì cũng rất là phù hợp với chị em phụ nữ, đó chính là màu gold và bên cạnh đó là màu hồng quý vị ạ. Những màu sắc này thì đã quá đẹp và dễ dàng để cho chị em phụ nữ chúng ta nổi bật, trẻ trung, cá tính. Và thưa tất cả quý vị, hẳn nhiên là trong mỗi gia đình bất cứ ai cũng có một chiếc điện thoại hết, và đôi khi có 2, có 3 cái để chúng ta kết hợp. Tuy nhiên ngày hôm nay chỉ cần một chiếc điện thoại LV6S thôi là quý vị có thể tích hợp nè, vừa đi chơi làm việc nè, chúng ta có thể học tập nè, chúng ta có thể giải trí nè, chúng ta có thể kết nối mọi lúc mọi nơi. Và mức giá chúng tôi nhắc lại một lần nữa quý vị nha, 1.790.000 đồng. Nếu như không phải trong giờ phát sóng ngày hôm nay, trong khung giờ này thì mức giá là 1.990.000 đồng. Mức giá chưa tới 2 triệu, tuy nhiên là cũng không có quà luôn, nhưng trong khung giờ này thì là 1.790.000 đồng, quá ưu đãi đi, cho nên quý vị đừng bỏ lỡ nha. Và một đơn hàng thành công của quý vị là, quý vị ơi, quý vị nhớ là có thêm quà tặng cho quý vị nha. Thanh Trang có thể liệt kê ra rất nhiều luôn quý vị ạ. Đầu tiên là quý vị thấy là có một cái loa Bluetooth này để chúng ta có thể kết nối với cái điện thoại để làm gì ạ? Để chúng ta có thể nghe nhạc sống động hơn. Và bên cạnh đó là chúng ta còn được tặng kèm theo đó chính là một cái miếng dán bằng kính cường lực nè, để chúng ta bảo vệ cái mặt điện thoại nó tốt hơn. Và ngoài ra để chống va đập, chống trầy xước đó, thì có tặng kèm cho quý vị một cái ốp lưng nữa để quý vị có thể bảo vệ điện thoại của quý vị. Và ngoài ra là được tặng thêm một chiếc tai nghe để chúng ta nghe bất cứ lúc nào mà chúng ta không sợ làm ảnh hưởng tới người khác. Hẳn nhiên là nếu mà khi mà chúng ta sở hữu một chiếc điện thoại, bản thân Trang hay là Tú cũng cần phải mua những cái phụ kiện đó đúng không? Thì nó cũng đã tốn hết mấy trăm ngàn đồng rồi. Nhưng ngày hôm nay thì không cần phải tốn cái mức chi phí đó mà chúng tôi tặng cho quý vị khi mà quý vị mua chiếc điện thoại LV6S. Và ngoài ra để chăm sóc quý vị khách hàng của Asus đặc biệt hơn, chu đáo hơn và
quý vị an tâm hơn quý vị nha. Có hai chế độ bảo hành. Một đó là chế độ 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày do lỗi nhà sản xuất quý vị nha. Nếu như mà quý vị mua nè, khi mà quý vị về quý vị kiểm tra điện thoại nè, có đúng màu sắc của quý vị thích chưa, hoặc là nó không được như Tú cũng như là Trang giới thiệu với quý vị, nó lỗi cho nhà sản xuất, thì chắc chắn là Azershop chúng tôi sẽ 1 đổi 1 cho quý vị. Và ngoài ra có một cái chế độ bảo hành trong vòng 1 năm nữa. Trong cái quá trình sử dụng thì điện thoại thì chắc chắn là không có bị vấn đề này vấn đề kia đúng không, hoặc nó hạn chế được cái vấn đề càng tốt. Mà nếu như có xảy ra thì chúng tôi cũng sẽ bảo hành cho quý vị để sửa chữa cái điện thoại cho nó, quý vị sử dụng cho nó bền hơn, lâu ngày hơn theo thời gian quý vị ạ. Và ngoài ra tặng kèm cho quý vị thêm một chiếc áo thun nam nữa quý vị ạ, một chiếc áo thun nam chất liệu cô tông nữa quý vị thấy đó, quá trời những quà tặng dành cho quý vị rồi. Và 1.790.000 đồng chỉ có trong khung giờ phát sóng này mà thôi quý vị nha. 0838969898, hoặc quý vị có thể truy cập vào website azershop.net.vn. quý vị đặt hàng trực tuyến, quý vị ở đâu bất cứ lúc nào chúng tôi cũng sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành toàn quốc cho quý vị. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã dần trôi qua rồi. Cho phép Thanh Tú cùng với Thanh Trang nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những số mua sắm tiếp theo. Và chắc chắn rồi, ở những số mua sắm tiếp theo chúng ta gặp lại nhau và mang lại cho nhau những điều tuyệt vời trên kênh mua sắm qua truyền hình Azershop, và đặc biệt hơn là những cơ hội mua sắm cực kỳ ưu đãi dành cho tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.